Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, vi y xin gửi đến các bạn truyện Ông xã, chúng ta ly hôn nhé. Tác tác giả Phó Du. Nhớ lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Sau khi Dương Dương thành thạo quấn băng chân cho tôi xong, cậu ngước cặp mắt đen sâu thẳm liếc nhìn tôi một cái. Cậu vốn là một người đàn ông cực kỳ khôi ngô, ngũ quan sắc nét, dáng người hoàn mỹ, nhất là cặp mắt sách kia ánh nhìn ngạo nghễ phong tình vô hạn nhưng lúc này đây ánh mắt dương dương lại có phần bất đắc dĩ dường như còn hàm ẩn một tia đau lòng cậu thử dài một tiếng cuối cùng không nhịn nổi nói a à thảo lần này cậu định lấy câu gì đây lần trước là đỡ bà lão qua đường không cẩn thận đụng vào cây trước nữa là bị một con chó dữ đuổi nên ngã chặt chân trước trước nữa dương dương đối mặt với người đàn ông anh tuấn tài dòng này tôi chỉ nhẹ nhàng ngắt lời lần này thật sự là mình bất cẩn trượt chân tôi không nói dối quả thực tôi trượt chân nên mới ngã từ cầu thang tầng hai xuống không liên quan gì đến vân tường cả từ đầu tới cuối chẳng qua anh chỉ thở ổn hển chỉ vào bức ảnh đã bị xé thành hai nửa gầm lên mắng mỏ tôi mà thôi khi vật cắt chứa tình yêu và kỷ niệm trong quá khứ bị xé nát ai cũng sẽ tê tâm liệt phế có điều đã lâu rồi vân tường không giận dữ như vậy chuyện này khiến tôi vừa vui mừng vừa khổ sở vui vì anh vẫn còn phản ứng với tôi cho dù là tức giận khổ vì cho dù có phản ứng vẫn vì Lâm Nhược Ức. Dương Dương đúng là một bác sĩ tốt, khi cậu ấy băng bó vết thương cho tôi, tôi không hề cảm thấy đau đớn. Cũng có lẽ đã từ rất lâu rồi, tôi không còn biết đau là gì nữa. Bằng không, sao tôi lại tự ngược thế này, hết lần này tới lần khác chạy đến trước mặt người đàn ông kia để cho anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi. Dương Dương thở dài không nói gì, chỉ tiễn tôi ra cửa phòng khám. Cuối cùng cậu mỉm cười, gương mặt dịu dàng kề sát lại, cặp môi mỏng hơi hé mở, tựa như muốn nói gì đó với tôi. Nhưng rốt cuộc, cậu không nói gì hết, chỉ vỗ vỗ đầu tôi, thương cảm bảo. À Thảo, lần sau kiểm tra sức khỏe, cậu phải tới đây. Tôi mỉm cười gật đầu quay đi, ba động tác liền mạch dứt khoát. Khi ra tới cửa, chiếc Land Rover của Vân Tường đã chờ sẵn ở ven đường. Thường nói, khí chất của đàn ông phải dựa vào sự nghiệp nhưng tôi nghĩ, Vân Tường của tôi không cần có chiếc xe đen xì ở đằng sau kia, anh vẫn đẹp. Vân Tường đẹp lắm, mắt đen láy, mũi cao thẳng, còn cả cặp môi vì mất kiên nhẫn mà bím chặt, nhìn thế nào cũng khiến tôi cảm thấy yêu, yêu đến mức không muốn buông tay. Đúng thế, một người đàn ông có thể dùng chữ đẹp để miêu tả đó là của tôi. Cho dù anh không muốn, nhưng anh đã cưới tôi. Nhìn thấy tôi tùm tìm cười đi đến, sự nhẫn nại cuối cùng của Vân Tường đã bị mài mòn hết. Lâm Thảo, tôi nói cho cô, đừng có chơi mấy trò nhạt nhẽo này, chiêu trò cũ như thế, chơi 3 năm cô không thấy mệt à? Nói xong, Vân Tường mở cửa xe, đóng lại, khởi động xe, ba động tác cũng rất liền mạch dứt khoát. Còn tôi, nhìn theo chiếc Land Rover chạy khuất khỏi tầm mắt, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau đớn khó nén từ chân chuyển lên. Tôi nghĩ, anh bỏ tôi lại cũng không phải chuyện xấu, ít nhất tôi biết được cảm giác đau đớn, không phải sao? buổi đêm lạnh lẽo yên ắng, trên đường chỉ còn một mình tôi, một người phụ nữ ngã từ cầu thang xuống, chân bị thương, không biết là vạn hạnh hay là bất hạnh. Tôi khập khiễng đi về phía trước, tôi đoán dựa vào tính cách của Vân Tường chắc chắn sẽ không quay lại. Anh chưa bao giờ biết quay đầu, tôi đã dùng 3 năm để chứng minh chân lý này. Di động gieo lên trong túi sách là tin nhắn của bạn thân Nam Ni. Tôi mở ra đọc nội dung, chỉ đơn giản một câu ngắn gọn của Nam Ni đã đâm thẳng vào tim tôi. Lâm nhược ức về rồi màn hình di động tối dần, tôi ngửa lên nhìn bầu trời đêm, mỉm cười, trong lòng lại nghĩ thông suốt một chuyện. Hóa ra, đây là nguyên nhân đêm nay Vân Tường không thể kiềm chế được. Hóa ra, Lâm Nhược Ước đã trở lại. Lâm Nhược Ước là ai? Thật sự tôi không muốn nhắc tới. Cô ta cứ như hồn ma vậy, không lúc nào không ám cuộc sống của tôi. Đúng vậy, Lâm Nhược Ước là chị của tôi, nhưng tới tận bây giờ tôi cũng chẳng muốn thừa nhận. Chúng tôi cùng cha khác mẹ, buồn cười ở chỗ tôi là đại tiểu thư đường đường chính chính của lâm ta là người thừa kế duy nhất của lâm gia về mặt pháp luật nhưng lâm nhược ức lại là chị của tôi sinh ra trước dòng máu chính thống của lâm gia là tôi đây tôi căm ghét cảm giác này cảm giác gọi là phản bội nhưng tôi có ghét tới đâu cha vẫn cầm tay cô ta thân thiết nghênh đón cô ta vào nhà năm đó mẹ tôi chết đi vì bệnh di truyền của gia tộc lúc chết bà mới hai mươi tuổi lứa tuổi còn thanh xuân phơi phới đã úa tàn rời đi nhưng thế cũng tốt chứng bệnh đó khiến bà không nhìn thấy không nghe thấy cho nên bà không phải đớn đau đối mặt với tất cả những chuyện này tận mắt nhìn tim của chính mình từng miếng từng miếng bị người mà bà gọi là ông xã dịu dàng săn sóc cấu xé người đàn ông của mình bị chiếm hữu căn nhà êm ấm của mình bị náo loạn tất cả của mình đều bị cướp đoạt cảm giác này rất khó chịu tôi nghĩ mẹ không phải đối mặt với nó cũng tốt mẹ tôi chết rồi Tôi không khóc, từ đầu tới cuối tôi chỉ nhìn Lâm Nhược Ước xinh đẹp trước mặt. Cô ta thật sự rất đẹp, không như tôi, dung mạo của tôi tự tôi cũng rõ, người hay soi gương thường nói rằng càng soi càng đẹp, nhưng tôi phải công nhận, đây chỉ là lừa gạt. Bộ dáng của tôi chỉ có thể coi như thanh tú, giống như tên của tôi, không hề nổi bật. Nhưng Lâm Nhược Ước lại đẹp, tất cả những từ miêu tả mỹ nhân thời xưa đều có thể dùng cho cô ta. Tay mềm như lá non, da trắng nõn nà, cổ cao ba ngấn, răng đều tăm tắp, lông mày lá liễu, mắt ướt sầu mong, rạng rỡ tinh xảo, chính là Lâm Nhược Ước. Thế nhưng, cho dù là mỹ nhân như vậy, tôi cũng không thích. Ai lại thích một kẻ xâm lược chứ? À, cô ta còn có một cái tên nữa, gọi là tình địch. Chúng tôi cùng yêu một người đàn ông. Cô ta cướp cha của tôi, rồi còn muốn tranh lâm gia với tôi, tranh đàn ông với tôi. Sao có thể tha thứ chứ? Tôi không thể, cũng không cho phép bản thân tha thứ đêm khuya lặng lẽ tôi thề trước bài vị của mẹ thứ của bà tôi nhất định sẽ giúp bà bảo vệ mà thứ thuộc về tôi cần phải nhanh chóng nắm trong tay không ai có thể cướp đi sự thật chứng minh tôi làm không tệ tư chất của tôi kém nhưng tôi thắng ở chỗ có một ông ngoại yêu thương tôi đến tận xương tủy mà cha tôi cả đời đều bị ông áp chế cho nên tôi thoải mái chèn ép lâm nhược ức chiếm được lâm gia còn chiếm được cả người đàn ông của lâm nhược ức dẫu cho tôi biết vân tường chưa bao giờ thích tôi người anh thích là cô bé lọ lem Lâm Nhược Ước kia. Lâm Nhược Ước thiện lương, xinh đẹp, hồn nhiên, cô ta đại diện cho màu trắng. Còn tôi, Lâm Thảo, ghen tị, hung ác, đại biểu cho màu đen tăm tối. Nhưng mà kệ thế nào, tôi vẫn nhất kiến trung tình với Vân Tường. Anh như một nguồn sáng, chiếu rọi thế giới u tối, vận đục của tôi. Tôi nghĩ, Lâm Nhược Ước là trắng, Vân Tường cũng trắng. Trắng và trắng rất tẻ nhạt, tôi cho rằng trắng và đen mới là tuyệt phối. Đúng vậy, tôi và Văn Trường mới là một đôi trời sinh. Tôi chiếm được Văn Tường tuy đã dùng hết thủ đoạn còn dâng cả lâm gia Nhưng mà kỳ lạ, tôi không hề hối hận. Tôi yêu anh. Tối nay, vẫn là Dương Dương đưa tôi về nhà. Cậu ấy là thầy thuốc của gia đình tôi, cũng là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn. Mỗi lần tôi bị thương, cậu ấy nhẹ nhàng chữa vết thương cho tôi, rồi nắm tay tôi đưa ra ngoài cửa. Cuối cùng, cậu ấy đứng sau cửa nhìn tôi bị văn tường mắng nhiếc sau đó cậu ấy đau lòng đi ra, vỗ đầu tôi, đưa tôi về nhà. Tạm biệt Dương Dương, dưới sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của cậu, tôi gật đầu, coi như cho cậu viên thuốc an thần, cũng tự cho mình một viên thuốc mê. Yên tâm đi, Dương Dương, mình là A Thảo, tuyệt đối là một ngọn cỏ kiên cường, không có ngọn gió cơn mưa nào có thể thương tổn mình. Sự coi thường vứt bỏ của Vân Tường với tôi mà nói chẳng qua chỉ là gió thổi mưa rơi, không thể quấy nhiễu tôi, không thể quấy nhiễu tình yêu của tôi với anh khi vào nhà quả nhiên chỉ một màu đen vân tưởng không về kết hôn ba năm anh tự có nơi ở của mình còn tôi chỉ có thể tổn thương chính mình đổi lấy một chút chú ý của anh khi tôi mở cửa đèn đột nhiên sáng lên tôi mừng rỡ ngẩng đầu sau đó lại cúi gằm hóa ra là quản ta bác trương tiên sinh không về ạ tuy đã biết đáp án nhưng lúc này tôi vẫn khăng khăng muốn hỏi một câu ngoài dự liệu bác trương lắc đầu liếc lên trên tầng Khuôn mặt luôn luôn từ ái của bà mang theo sự do dự và lo lắng, còn tôi không quan tâm, tôi chỉ vui vẻ vì một chuyện. Vân Tường ở trên tầng, Vân Tường ở nhà. Hưng phấn và hạnh phúc tràn vào khắp người tôi, tôi chẳng màng gì hết, mặc kệ vết thương, không cần biết nguyên nhân, chẳng để ý đến mọi thứ. Tôi chạy lên tầng. Vân Tường, Vân Tường mà tôi yêu. Vết thương trên chân khiến tôi đau đớn, lưng cũng rịn mồ hôi lạnh, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đẩy cửa đón tiếp tôi là gương mặt lạnh lùng của Vân Tường, giống như mỗi phút mỗi giây trong dĩ vãng. Nhíu mày, mắt lạnh liếc tôi một cái. Cô tới vừa lúc, tôi có việc tìm cô. Ly hôn sao? Tôi nghe thấy giọng nói chua chát của mình vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nghĩ, nhất định mặt tôi đang trắng bệch, nhưng may là đầu tóc tôi bù xù, che mắt sự nhợt nhạt mệt mỏi trên khuôn mặt. Không có ai thấy, đương nhiên, cũng không ai để ý. Vân Tường trước nay không quan tâm, không ai để ý đến sự đau đớn của tôi, Tôi chỉ có thể cười, giống như lúc này đây. Tôi thong thả bước lên, lấy tờ đơn ly hôn trong tay Vân Tường, trước mặt anh, xé tờ giấy mỏng tang kia thành mảnh vụn. Dù sao cũng thôi đi, Lâm Thảo tôi đây luôn luôn là kẻ độc ác nhất, cho nên bây giờ có xấu xí chặt vật đến đâu cũng chẳng làm sao. Tôi cười, cười đến dữ tợn, nhìn Vân Tường, nhìn gương mặt lộ vẻ cam ghét của anh. Cơn đau trong lòng sắp bao trùm lấy tôi, nhưng nụ cười trên mặt tôi lại nở rộ. Muốn ly hôn với em sao? Không có cửa đâu, Em nói cho anh biết, Vân Tường, Lâm gia vẫn còn trong tay em. Lâm Nhược Ước muốn cướp nhà của em, người đàn ông của em. Trừ phi, em chết. Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể khiến tôi dừng lại, không còn xấu xí. Không còn yêu say đắm người đàn ông trước mặt này. Đúng như dự đoán, Vân Tường tức giận, không giống như ba năm trước đây. Khi anh giận sẽ gào thét với tôi, nổi bạo với tôi. Trong lúc đó còn có thể làm tôi bị thương. Bây giờ anh đã thay đổi, lông mày cau chặt, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhưng anh không hề cử động. Sau một lúc lâu, anh còn có thể nở nụ cười, tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng hô hấp. Cảm giác rất ấm áp bởi vì Vân Tường tới gần mà tôi không khỏi đỏ lên. Kết hôn nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi thân cận tôi. Tôi yêu người đàn ông này chỉ vì anh kể sát mà ngượng ngùng không thôi. Gương mặt vừa rồi còn tái nhợt, giờ đã như trứng tôm luộc chín, đỏ bừng. Anh lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, làm nhiễu loạn nhịp tim của tôi. Chẳng hiểu sao, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ màu hồng phấn. Tôi nghĩ, tôi chờ đợi, qua những mấy năm, nhất định Vân Tường cũng sẽ hơi thích. Không cần nhiều lắm, chỉ cần nhỏ xíu thôi, nhỏ như đầu ngón tay, cũng đủ để tôi... Cũng đủ để tôi tiếp tục kiên trì. Nhưng mà tỉnh mộng rồi, giọng nói lạnh giá của Vân Tường như con dao sắc, không hề lưu tình đâm xuyên qua tim tôi. Vết đâm lập tức rỉ máu tươi, tôi ôm ngực nhưng không thể ngăn cản con dao kia tiếp tục dần sâu. Vân Tường nói. Lâm Thảo, Lâm Nhật Ước sẽ không cướp nhà của cô. Cô đã không có nhà từ lâu rồi. Cô ấy cũng không cướp đi người đàn ông của cô. Bởi vì từ đầu tới cuối tôi đều là của cô ấy. Tiếng đóng cửa khiến tôi hoàng hồn, gương mặt ẩm ướt. Tôi giơ tay lên sờ, hóa ra mình đã rơi lệ. Tôi còn có thể rơi lệ sao? Tôi cứ ngỡ mấy năm nay nước mắt đã cạn khô, Tôi là ai chứ? A Thảo kiên cường đấy, không phải là bông hoa nhỏ diễm lệ, cũng không phải gốc đại thụ vững chãi, nhưng vẫn ngoan cố bám trụ trên mảnh đất này. Tôi không nhận thua, siết chặt nắm tay, tôi mặc cho nước mắt lăn xuống, liên tục lắc đầu. Tôi không nhận thua, tôi sẽ bảo vệ nhà của tôi, cả người đàn ông của tôi nữa. Nhưng không biết viên thuốc mê này đẩy xuống sẽ duy trì được bao lâu, sẽ đến lúc tất cả những dối trá bị vạch trần. Còn tôi sẽ bị sự thật tàn khốc kia đẩy xuống địa ngục, không còn cơ hội leo lên nam ni hẹn gặp tôi ở một quán cà phê quen thuộc với cả hai quán cà phê tĩnh lặng ngập tràn phong cách cổ xưa mở ngay trước khu phố giá sầm ất cảm giác rất lạ lẫm nhưng cũng mang một chút phong tình tôi ngồi dáng mặt trời nheo mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bước tới cô mặc một chiếc áo sơ mi phong cách cổ điển theo trào lưu năm nay quần dài ống đứng hiển lộ cặp chân vừa dài vừa thẳng thắt lưng buộc hờ một chiếc dây vàng tóc quan dài đến thắt lưng quấn quanh vòng eo nhỏ lay động theo bước chân Đúng là mỹ nhân, trong lòng tôi khen ngợi. Mỹ nhân mở miệng, giọng nói khàn khàn. Muốn gọi gì? Mình muốn một cốc sữa. Tôi mở miệng, sau đó chờ đại mỹ nhân phát hỏa. Đến quán cà phê tao nhã như vậy, lại chỉ uống một cốc sữa, tôi đúng là đáng đánh đòn. Quả nhiên, đại mỹ nhân tức giận, đập bột một cái rõ mạnh lên bàn. Bàn gỗ vì động và lung lay, cuối cùng cô không nói gì, vô cùng bực dọc, bê ra một cốc sữa ấm. Giống như những lần trước, mình thật sự phục cậu, đến nhà cà phê của mình mà lần nào cũng gọi sữa. Đại mỹ nhân chính là Nam Ni, cô ấy kỳ thị nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi cầm sữa của tôi. Nam Ni mở quán cà phê u nhã, mang phong cách cổ xưa, tất nhiên cho rằng cà phê là thứ đồ uống ngon nhất trên thế giới. Nhưng tôi thì khác, tôi thích mùi sữa thoang thoảng, sự tinh khiết và trắng ngần của nó khiến tôi muốn bỏ mà không được. Ôi, thật là hết chịu nổi. Nam Ni ngồi xuống trước mặt tôi, vuốt mái tóc dài óng ả như tảo biển của mình. Cuối cùng nhìn vào mắt tôi, gương mặt đẹp của cô có chút lo lắng. «A à Thảo, cậu không sao chứ?» «Không sao?» Tôi lẻ lưỡi cười một cái. «Đương nhiên tôi không sao, tôi làm sao mà có vấn đề được?» Nhưng sự cam đoan này không thể khiến Nam Ni yên lòng. Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi thêm một phần thương hại. Ngón tay dài nắm lấy tay tôi, Nam Ni lắc đầu, lần thứ 101 khuyên nhủ tôi. «A à Thảo, thôi bỏ đi, gã đó không hợp với cậu đâu, cậu không cần vì anh ta mà làm hỏng cả đời.» Giống như những lần trước, tôi mỉm cười gật đầu, sau đó mới nói. Muộn rồi, Nam Ni, mình đã luôn sâu vào vũng lầy, không thể cử động được nữa. Trong dĩ vãng, mỗi khi tôi nói như vậy, Nam Ni luôn mắng mỏ vân tường, rùa anh có mắt không chồng, không biết trân trọng. Nhưng lần này cô không thể, thậm chí cô còn không buông tay, chỉ lắc đầu. À Thảo, cậu còn cố chấp làm gì nữa? Lâm Nhật Ước đã về rồi. Cậu hẳn là hiểu được, một người đã đi rồi về, chỉ có thể thuyết minh, cô ta muốn lấy lại gì đó. Tôi ngắt lời. Văn tường không phải của cô ta. Ừ ừ. Nam Ni gật đầu đầu hàng. Nhưng A à Thảo này, chính cậu hiểu rõ nhất, Văn tường cũng không phải của cậu. Tôi cúi đầu không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc sữa trước mặt. Trắng ngẩn như vậy, sóng sánh trong cốc thủy tinh trong suốt. Dường như vì cảm xúc dao động của tôi mà gợn lên những đường vân nhỏ. Tôi nở nụ cười, coi như thừa nhận lời của Nam Ni. Mình biết, nhưng mà cậu để mình mới rút tay tái... ngốc một lần đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Giọng nói của tôi mang theo sự khẩn cầu, Nam đi ngẩn người, có lẽ vì tôi chưa từng cúi mình như vậy. Rất lâu sau cô mới rút tay ra, trở lại bạo lực như bình thường, búng một cái rõ đau lên trán tôi. Cậu ấy, đúng là rất ngốc. Ánh dương sau buổi trưa rất ấm áp, chiếu lên người tôi như muốn xua tan sự lạnh lẽo, đang thấm sâu trong cơ thể tôi. Tôi thoải mái hít mắt, cho đến khi một giọng nói vang lên trước mặt. A à, Thảo, em gái à, trên thế giới này, có người gọi tôi là A Thảo, có người gọi tôi là cô kia, còn có người gọi tôi là bắt Hiếu. Nhưng người gọi tôi là em gái A Thảo, chỉ có một. Tôi mở to mắt, ánh mặt trời chiếu lên người tới, loa mắt mờ ảo. Trong một giây, tôi không nhìn rõ được người trước mặt này. Em gái A Thảo! Người đó lại gọi một tiếng, cô ta khom người ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mặt trời tản đi, cuối cùng tôi cũng thấy được bộ dạng cô ta. Trong lòng thở dài một tiếng, Tôi thầm nghĩ, chuyện gì đến rồi đến. Giống như tôi đã biết từ lâu rằng Lâm Nhược ức sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Không dám, tiếng em gái này tôi không nhận nổi. Tôi nhớ là mẹ tôi chỉ sinh một mình đứa con gái là tôi đây. Tôi miễn cưỡng chăm chọc quá khứ, còn Lâm Nhược ức không tỏ ra gì hết, thậm chí một tia đau lòng ghét bỏ cũng không. Cô ả à, tiến bộ không ít, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Nếu là Lâm Nhược ức của trước đây, cô ta nhất định sẽ mở to cả mắt trong veo như nước, tỏ ra vô tội mà rơi lệ. Vì sao? Vì sao lại nói như thế chứ? Rõ ràng, rõ ràng chúng ta là chị em mà. Nhưng có đi xa mới biết đường dài, tôi ngồi thẳng dậy. Cách nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ người phụ nữ trước mặt này. Lâm Nhật Ước, cô trở về làm gì? Tôi không khách khí hỏi thẳng. Lâm Nhật Ước không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta chỉ cụp mắt, nhìn thoáng qua cốc sữa trước mặt tôi. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một độ cong nhẹ. Cô ta nở nụ cười, quyến rũ nhìn về phía tôi cười thành tiếng. Lâm Thảo, nhiều năm thế rồi, thói quen của em vẫn không đổi nhỉ? Cô muốn nói cái gì? Tôi nhăn mặt, chưa thích ứng được với bông hoa nhỏ thuần khiết yếu đuối trước kia biến thành góc đại thụ vững chắc như bây giờ. Lâm Nhược ước cười, cô ta vẫn có được vẻ đẹp tôi hằng mong ước, cho dù tôi ghét cô ta thật đấy, nhưng cũng phải công nhận, cô ta cười rất đẹp. Cặp mắt to, cong thành vầng trăng khuyết, ánh trăng lóe ra tia sáng rỡ, tựa như muốn đâm mù mắt tôi. Một lúc lâu sau, cô ta ngừng lại, thân thể rướn về phía tôi. Tôi muốn lùi về phía sau, nhưng đã không còn chỗ. Tôi cứng đờ, ngay cô ta chậm rãi nhả từng chữ bên tai Em gái tốt à, chị phải về để lấy thứ của mình chứ. Tình yêu, cả quyền lợi nữa. Trong nháy mắt, gương mặt lâm nhược ức tái nhợt, cặp mắt to phủ kín lớp sương mờ. Cô ta nhìn tôi, chỉ tích tắc, nước mắt đã lan xuống. Giọng cô ta đến là thống khổ bất lực. À Thảo, sao em nỡ nói chị như thế? Chị, chị chỉ muốn về thăm cha thôi. Không ổn. Lâm Nhược Ước như thật vậy không ổn. Tôi cứng nhắc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Vân Tường đang nổi cơn thịnh nộ. "Em có thể, em có thể giải thích, những lời này còn chưa bật ra khỏi họng tôi." Vân Tường đã bước tới đây, đẩy tôi ra, thương hương tiếc ngọc kéo Lâm Nhược Ước đến cạnh mình. "Lâm Thảo, đủ rồi, đến nước này mà cô vẫn còn muốn hại Nhược Ước à?" Tôi nói cho cô, "Tôi không còn là người không thể tự nắm mọi việc trong tay như năm xưa nữa. Lúc này đây, tôi sẽ không cho cô cơ hội xúc phạm tới Nhược Ước." tôi đỡ người, bỗng nhiên mắt tối sầm, tôi lảo đảo lùi về phía sau tựa vào bàn rồi dừng lại, nhìn cặp nam nữ đang kể cận trước mắt. Trai đẹp gái xinh, giống như một bức họa. Vân Tường, đừng, đừng đối xử như thế với A Thảo. Mấy năm nay, trình độ của Lâm Nhược Ước nâng cao hơn nhiều, diễn cảnh cô bé lọ lem tội nghiệp đáng thương bị em gái bắt nạt rất nhuần nhuyễn, chuyện này càng khiến Vân Tường phẫn nộ, anh ghét bỏ nhìn tôi một cái. Mặc kệ cô ta, một người phụ nữ độc ác, em còn đòi đợi cho cô ta làm gì? anh kéo lâm nhược ước đi hai bàn tay quấn quýt kia cứ lắc lư trước mắt tôi lắc lư y như quả lắc đồng hồ trước mắt tôi lắc lư tích tắc a à, thảo phía đối diện hình như có bóng người chạy vội đến tôi không thấy rõ lắm tôi muốn vươn tay nhưng lại phát hiện toàn thân không còn sức lực ngày đó hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là gương mặt hoảng hốt của nam ni vội vã chạy tới lúc tỉnh lại chờ đợi tôi là cặp mắt lo lắng của dương dương tôi chớp mắt nhìn Dương Dương trong lòng hơi sáng tỏ có phải mình tôi không nói hết câu hóa ra cho dù trong lòng đã lờ mờ đoán được tôi vẫn sẽ hoang mang ôm lấy tim bình tôi nghĩ có lẽ đây là vận mệnh tranh đấu rất nhiều trả giá rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không trốn được số kiếp Dương Dương không nói gì chỉ đưa bàn tay ấm áp so đầu tôi cậu lắc đầu gương mặt vẫn dịu dàng như thường ngày à Thảo đừng lo lắng sẽ có cách tôi khi một bác sĩ thiên tài nói với bạn sẽ có cách, chứng tỏ bây giờ người đó không có cách nào. Tôi lắc đầu, thật ra Dương Dương không biết. Có đôi khi, cuộc đời đằng đẵng với tôi mà nói là một ràng buộc. Trên thế giới này, người thân yêu thương tôi chỉ có ông ngoại. Ông đã mất rồi, mà những người thân còn lại bên cạnh tôi lại ước gì tôi chết sớm. Tớ còn bao lâu? Tôi hỏi. Môi Dương Dương run run, nhưng trước nay cậu không biết nói dối. Cho nên sau một lát chần chừ cậu trả lời. Bà tháng còn ngắn hơn tôi tưởng, nhưng cũng đủ để tôi làm được nhiều việc. Khi còn sống, tôi như bị nhốt trong một tấm lưới, tôi liều mạng xua đuổi những thứ bên ngoài, cuối cùng lại phát hiện mình cô độc. Có đôi khi, nhìn rõ và thông suốt chỉ là chuyện trong nháy mắt. A à, Tào, Dương Dương nắm tay tôi, cảm giác ấm áp truyền đến, cậu ấy lại trao tôi dũng khí, tôi biết. Có phải cậu giấu mình điều gì không? Đúng thế, Dương Dương như vậy khiến tôi nghĩ rằng chưa đến 3 tháng tôi đã ra đi bàn tay của dương dương cứng đờ đã bảo mà chưa bao giờ cậu ấy nói dối tôi không như tôi từ lâu đã thành đứa trẻ chăn cừu a à thảo mắt của cậu tôi sẽ dần dần không nhìn thấy dần dần không nghe thấy giống như mẹ tôi cuối cùng đau đớn tột cùng rồi dần dần ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được tôi sẽ biến thành một người vô tri vô giác sau đó cô độc chết đi quá trình này là ba tháng nhưng tôi biết sẽ chẳng ngắn hơn ba năm tôi ngước lên hỏi dương dương mắt tôi còn nhìn được bao lâu dương dương bảo nhiều nhất là một tháng một tháng tôi còn một tháng vút lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út tôi nghĩ một tháng cũng đủ để tôi làm được nhiều chuyện buông tay là lựa chọn chính là một tháng này dương dương đưa tôi về nhà trước khi đi còn cẩn thận dặn dò rất nhiều điều tôi đều gật gù đồng ý vân tường không về bác trương sẽ giặt thông báo lúc này đây tôi cảm thấy sự thương hại và đồng cảm trên gương mặt bác Tôi cười, chẳng sao cả. Đối với Vân Tường mà nói, vất vả lắm mới gặp được người trong mộng, sao có thể dễ dàng tách rời. Cô chủ! Cặp mắt mở đục của bác Trương, bỗng nhiên nước mắt vòng quanh. Bà kéo tay tôi, bàn tay thô ráp chai sạn, khiến tôi cảm thấy hơi đau. Cô chủ, thả tiên sinh đi, cũng thả chính mình đi. Lần đầu tiên bác Trương khuyên tôi, tôi có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh tôi bật cười mấy năm rồi lần đầu tiên tôi chủ động ôm người phụ nữ đã săn sóc tôi từ lúc nhỏ này cảm ơn bác bác trương cảm ơn bác đã cho cháu biết trên thế giới này vẫn còn có người khóc vì cháu cháu sẽ cân nhắc không quả quyết cự tuyệt mà đáp án rằng tôi sẽ cân nhắc tôi nghĩ tôi tiến bộ rồi không còn khăng khăng muốn của lấy văn tường có điều tôi hiểu chuyện hơn không phải vì không muốn mà vì không thể khi Vân Tường trở về, khắp người đồng đặc mùi rượu, còn cả mùi nước hoa phụ nữ vừa quen vừa lạ. Của Lâm Nhược Ước Kỳ quái là tôi vẫn bình tĩnh, tôi đặt quyển sách trên tay xuống, gật đầu chào anh. Anh về ra. Hình như anh không ngờ khuya thế rồi mà tôi vẫn còn ở trong thư phòng. Anh ngẩn người trong vài giây, nhưng nhanh chóng lên tiếng mỉa mai. Trễ như vậy rồi, tôi không muốn cãi nhau, cô đi ra ngoài cho tôi. Tôi gật đầu. Em sẽ đi, nhưng đợi em nói xong đã rồi đi, Tôi đứng dậy, cầm một tờ giấy trên bàn lên. Đưa mắt nhìn Vân Tường, tôi cười nhẹ. Em đồng ý ký đơn ly hôn này, nhưng em có một điều kiện. Xem ra đêm nay, tôi khiến Vân Tường choáng váng không nhẹ. Nhìn gương mặt kinh ngạc không biết phản ứng ra sao của anh, thật sự rất đáng yêu. Nhưng anh lập tức cười, cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi. Lâm Thảo, cô lại dở trò gì đây? Tôi thở dài, hóa ra tôi đúng là đứa bé chăn cừu, thế nên khi tôi nói thật chẳng ai tin. Em nói thật, em sẽ ly hôn, thậm chí để cho anh và Lâm Nhược Ước đến với nhau. Nhưng phải một tháng sau đã. Vân Tường. Tôi biết giọng mình mang theo sự phát này. Cho em một tháng được không? Giống như vợ chồng bình thường. Cho em một tháng được chứ? Em cam đoan, dùng cả sinh mạng của em để cam đoan. Em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa, không bám giết hai người nữa. Có lẽ giọng tôi rất mềm mỏng. Có lẽ sự cầu xin của tôi khiến Vân Tường động lòng. Anh trầm mặc một lát rồi mới đáp lại. Cô nói thật sao? tôi gật đầu đương nhiên là thật đóng kịch yêu sâu tôi đều mệt mỏi rồi nếu đời này tôi không thể có được người mình yêu vậy buông tay để anh hạnh phúc cũng tốt người sắp chết thường nói thật tôi nghĩ lời người xưa quả nhiên là đạo lý cái chết khiến tôi thông suốt rất nhiều chuyện những thứ trước đây không có được giờ thấy chẳng làm sao cả chỉ là luyến tiếc một tháng thứ tôi có cũng chỉ là khoảng thời gian một tháng mà thôi đây nhất định là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất tôi bảo bác trương tạm nghỉ mỗi buổi sáng đều tự nấu cho vân tường ăn ngày đầu tiên vân tường còn do dự nhưng sau đó anh cũng bắt đầu ăn đồ tôi nấu tuy anh nhíu mày bảo rằng không ăn nổi tôi xấu hổ tôi không phải một người vợ tốt được chiều từ nhỏ đến lớn tôi không có cơ hội vào bếp tôi cười với vân tường em sẽ cố gắng vân tường không nói gì nhưng mấy hôm sau thấy tay tôi đầy vết thương anh bèn giữ chặt tay tôi không phải làm nữa nhưng mà cơm tối Tôi nhìn phòng bếp bừa bộn, tôi không phải là một học sinh giỏi, cho dù có đầu bếp hàng đầu là bác Trương dạy dỗ, tôi vẫn làm be bét. Trong đầu còn đang ai thán, Vân Tường đã sắn tay áo, đi đến bên cạnh tôi. Anh nói, để tôi. Ngày đó, lần đầu tiên tôi biết Vân Tường giỏi nấu nướng, cũng là lần đầu tiên tôi được ăn đồ Vân Tường nấu. Ăn rất ngon, ngon tới mức tôi muốn khóc. Nhưng tôi nuốt lại giọt nước mắt sắp rơi, cười nhìn Vân Tường. Thật không ngờ, tài nấu nướng của anh giỏi thế vân tường liếc nhìn tôi lạnh lùng nói là tay nghề của cô quá kém đối với sự chăm chọc khiêu khích quen thuộc tôi nghe nhiều rồi lè lưỡi cúi đầu tiếp tục ăn món ngon là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng với tôi ăn cơm xong vân tường rửa chén giống như những hôm trước tôi biết anh đang nhập tâm đóng kịch là một người chồng tốt tôi cũng biết anh sợ tôi đổi ý dù sao tôi chính là một người phụ nữ lòng dạ thâm sâu phẩm hạnh thấp kém nhìn Vân Tường bận rộn trong bếp, tôi tựa cửa uống nước ngọt, bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Anh muốn ra ngoài đi dạo không? Văn Tường khựng lại, cặp mắt lóe lên. Tôi đoán nhất định anh sẽ cự tuyệt, nhưng cuối cùng ngoài dự kiến của tôi, anh lại gật đầu. Lá thu là tả rơi, bên ngoài trời đã chớm lạnh. Sau khi sinh bệnh, tự nhiên tôi rất sợ lạnh, lúc ra ngoài còn quàng một cái khăn rất dày. Mà Vân Tường chẳng mấy khi quan tâm tôi. Mới đầu thu mà cô đã quàng khăn sao? tôi cười lộ hàm răng trắng. Anh quan tâm em à? Vân Trường hử lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhanh chóng dứt khoát. Tôi không để tâm, bây giờ ngẫm lại, thói quen đúng là một chuyện đáng sợ. Yêu anh trở thành thói quen của tôi, sự châm chọc mỉa mai không quan tâm cũng trở thành thói quen của anh. Gần nơi chúng tôi ở có một công viên, tối đầu thu có rất nhiều người đi dạo ở đây. Tôi và Vân Tường song song đi trên con đường nhỏ, ngợp lá rụng. Từng bước thong song, trong lòng cảm thấy trầm lắng, Cuộc sống hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Khi đạt được nó, tôi đã thỏa mãn hiếp mắt. Cả đường không nói chuyện, tôi bất chợt tò mò mấy chuyện cũ. Vân Tường, vì sao anh lại thích Lâm Nhược Ước như thế? Năm đó, tôi chỉ nói với cô ta, nếu cô ta mà không bỏ Vân Tường thì đừng hòng chiếm được một phần tài sản của Lâm gia. Cô ta đã quyết đoán chia tay Vân Tường, vì sao anh vẫn còn thích như vậy? Vân Tường không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nghiêng đầu hỏi lại tôi. Vậy cô thì sao? Vì sao lại chấp nhất với tôi như thế? Tôi không biết nói gì, chuyện giữa nam và nữ hóa ra chính là vấn đề chấp nhất. Chấp niệm thành ma, đại khái chính là ý này. Tôi cười không nói nữa, đêm chậm rãi buông xuống, con đường rất ngắn, chẳng mấy đã đến cuối. Cho dù tôi muốn đi mãi như vậy, nhưng lý trí nói cho tôi biết, điều đó là không thể. Tôi thắt lại khăn quảng cổ, vùi mặt vào trong lớp khăn ấm áp, nói với Vân Tường. Chúng ta trở về đi. Lúc về, chúng tôi dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Khi đang đợi tín hiệu đèn, không biết ai ở phía sau đẩy tôi một cái. Tôi nhào về phía trước. Giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Vân Tường bắt được tôi. Đây là lần đầu tiên tôi và Vân Tường nắm tay. Không hôn lễ, sống với nhau đến 3 năm. Sự ấm áp xa vời cuối cùng đã được tôi nắm trong tay. Chỉ trong một chốc thôi, rồi Vân Tường buông tay tôi ra. Tôi trào nước mắt, nhưng may mắn khăn quảng dài dạn che khuất gương mặt tôi, che khuất cảm xúc của tôi. Vân Tường không biết tôi đang khóc, anh nhanh chóng thả tay tôi ra. Tôi tự nhủ với bản thân, vì anh muốn nghe điện thoại mà thôi. Vân Tường nói vài câu, sắc mặt có vẻ khó coi. Tôi nhạy nhạy, điều đầu tiên nghĩ tới. Là Lâm Nhật ức à? Vẻ mặt Vân Tường cứng nhắc nhưng vẫn gật đầu. Nước mắt của tôi đã được lau khô khi Vân Tường nghe điện thoại. Sự ấm áp trong khoảnh khắc vừa rồi bởi vì cú điện thoại đã bị thổi bay theo làn gió thu lạnh giá. Anh đi đi, tự em về được. Tôi nghe thấy mình đang nói, quả nhiên tôi thấy Vân Tường kinh ngạc. Tôi gật đầu, tự trào cười. Đang nào, cho dù em không đồng ý, anh vẫn sẽ bỏ đi, đúng không? Biết rõ kết quả rồi, tôi còn dốc sức làm gì? Tôi mệt mỏi khoát tay. Đi đi, lần này em nói thật. Vân Tường trần trừ, nhưng cuối cùng anh vẫn lên xe taxi rời đi. Tôi đứng tại chỗ, nhìn dòng xe lướt qua. Chỉ giây lát, tôi đã không còn thấy được chiếc xe chở Vân Tường. Nước mắt rơi đầy trên mặt tôi, trước mặt bao nhiêu người qua đường. Tôi đau đớn khóc thành tiếng. Vân Tường, tôi tự nói với bản thân, đây là lần cuối cùng em bị anh bỏ rơi, về sau, ngoại trừ chính mình, không ai có thể bỏ rơi tôi. Sáng hôm sau, Vân Tường trở về, một đêm bôn ba khiến anh có phần mệt mỏi. Tôi bê ra một bát cháo. Anh ăn sáng chứ? Anh gật đầu. Tôi chợt cảm thấy mình đang làm điều thừa thải. bàn tay cầm thiều rụt lại, ngừng một chút, tôi rút ra một tờ giấy từ sau lưng, đặt trước mặt Vân Tường. Hôm nay là tròn một tháng, dựa theo thỏa thuận, em đưa đơn ly hôn cho anh. Vân Tường không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua chữ ký của tôi, gật đầu. Tôi nói tiếp. Em có thể chấp nhận cho anh và Lâm Nhược Ước đến với nhau, nhưng em không thể giao Lâm Gia cho hai người. Vân Tường. Tôi vẫn gọi tên anh. Anh có hai lựa chọn. Một, bỏ Lâm Gia lấy Lâm Nhược Ước. Hai, muốn Lâm Nhược Ước bỏ Lâm Gia. Đáp lại tôi là tiếng Vân Tường đập mạnh xuống bàn. Bát cháo kia vì động tác của anh mà đổ nghiêng, chất lỏng đặc dính quánh thành một vòng tròn trắng đục trên bàn. Lâm Thảo, tôi cứ tưởng cô đã thay đổi, hóa ra cô vẫn độc ác như vậy. Cô cho là tôi sẽ thỏa hiệp sao? Nói cho cô biết, tôi không cần lâm ra. Trên thế giới này, tôi chỉ quan tâm đến nhược ức, chỉ mình cô ấy mà thôi. Vân Tường lại tức giận bỏ đi. Tôi chớp mắt, hồi lâu mới thốt ra một câu. Cho dù điều cô ta quan tâm nhất không phải anh, cũng không sao ư. Cứ thế, tôi và Vân Tường ly hôn anh từ bỏ vị trí tổng giám đốc lâm gia chuyển khỏi nhà tôi nghĩ nhất định anh sẽ đi tìm lâm nhược ức chân ái ở trước mặt còn chần chờ gì nữa chẳng qua tất cả đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng tôi không nhìn thấy không nhìn thấy hình ảnh khiến trái tim tan vỡ thật ra rất tốt ngủ trưa dậy cảm giác được hơi thở người khác ở trong phòng tôi quấn chăn cười dương dương cậu đến rồi à ừ giọng dương dương sầu muộn không vui tôi kinh ngạc nhưng chỉ một giây sau đã phản ứng lại Vân Tường và Lâm Nhược Ước kết hôn à? Ừ. Giọng Dương Dương vẫn khó chịu như vậy. à Thảo, vì sao cậu lại từ bỏ kế hoạch của mình? Vì sao giao Lâm gia cho Lâm Nhược Ước chứ? Ra là chuyện này, tôi vỗ đầu. Vì sao tôi lại làm thế chứ? Tôi luôn là người phụ nữ xấu xa cơ mà. Để tôi suy nghĩ đã. Đúng rồi, tôi biết ngay từ đầu là Lâm Nhược Ước trở về vì gia sản của Lâm ta. Có lẽ cô ta cũng yêu Vân Tường nhưng không yêu bằng Lâm ta. Tôi muốn vạch mặt cô ta từ lâu nhưng cứ nghĩ đến chuyện Vân Tường sẽ đau lòng tôi bỗng nhiên quyết định từ bỏ trên thế giới này tôi sợ đau nhưng tôi còn sợ vân tường đau hơn dù sao tôi chẳng còn gì cả tình thân tình yêu thậm chí sinh mạng cũng sắp đứt tôi cần gì để ý đến lâm gia tuy sao lâm gia cho lâm nhược ước tôi sẽ cảm thấy không cam lòng nhưng vân tường sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc không phải sao à thảo cậu cậu khờ quá dương dương giáo huấn tôi xoa bóp bả vai mỏ nhừ cảm giác cậu ấy đang tiến lại gần dương dương mình sợ đau bàn tay phủ trên đầu tôi bỗng cứng đờ sau một lúc lâu cậu mới nghẹn ngào hỏi a à thảo cậu biết cậu đang nói gì không tôi gật đầu mình biết kéo lại cánh tay đang rút về của dương dương tôi cười cười dương dương đau lắm mình không nhìn thấy cũng sắp không nghe thấy chẳng mấy mà sẽ chịu đau đớn thấu tim dương dương mình sợ đau cậu giúp mình được không không cầu sinh chỉ cầu không phải vượt qua đau đớn như thế cả đời này tôi nếm qua nhiều cơn đau rồi đến cuối đời để tôi nhẹ nhàng ra đi, được không? Ngày đó, Dương Dương không trả lời tôi. Cũng trong ngày đó, tôi mất đi thính giác. Thế giới chết lặng của tôi chỉ còn bóng tối và tĩnh mịch. Anh nghe rõ chưa? Người đàn ông tên Dương Dương trừng mắt nhìn tôi, ném cho tôi một tập giấy chuyển nhượng. Không cần nhìn, tôi cũng biết đó là giấy chuyển nhượng tài sản của Lâm Sa. Có điều Dương Dương không rõ, chuyện này đối với tôi mà nói đã chẳng còn tác dụng gì. Không có Lâm Sa, nhược ước sẽ không cưới tôi, Kỳ lạ, khi biết chuyện này, tôi không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ có chút cảm thán. Sự theo đuổi của tôi cuối cùng sẽ thành hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng. Người phụ nữ tôi cho rằng mình yêu, thật ra không yêu tôi như thế. Còn người phụ nữ tôi cho rằng mình không yêu, lại tàn nhẫn đâm một nhát vào tim tôi. Lâm Thảo sắp chết, cô ấy quen thói nói dối, quen thói diễn kịch, khiến cho tôi quên mất, hóa ra những lời cô ấy nói đều là sự thật. Muốn ly hôn, trừ phi cô ấy chết Cô ấy thật sự sẽ chết. Nghe cô ấy nảy xin dương dương muốn chết, tim của tôi bỗng nhiên nhói lên một cái. Cảm giác này rất xa lạ. Tôi vỗ ngực mình, chậm rãi bước dọc hành lang rời đi. Có điều, cơn đau trong lồng ngực dần dần lan ra, lan đến độ tôi không thể chịu đựng được. Tôi khom lưng, khóe mắt vừa cay vừa sót, một dòng ấm nóng chậm rãi, lan ra, rơi xuống đất. Tôi không dám tin, tôi đổ lệ. Năm đó bị buộc kết hôn với Lâm Thảo, tôi không khóc. Thấy Lâm Nhược ước khóc lóc bước khỏi thế giới của tôi, tôi không khóc. Nhưng khi Lâm Thảo sắp chết, tôi lại rơi nước mắt. Dương Dương không nói dối, cậu ấy nói ra một sự thật. Trên thế giới này, không còn người phụ nữ nào giống như Lâm Thảo, toàn tâm toàn ý yêu tôi như vậy. Cô ấy, chẳng qua chỉ yêu tôi mà thôi. Sau ngày đó, tôi chuyển về nhà, về các nhà Lâm Thảo đã vun vén nhiều năm, nhưng không hề được tôi công nhận. Tôi cẩn thận chăm sóc Lâm Thảo, nhìn cô ấy luôn vốt ve mọi thứ xung quanh, khe khẽ cười. Tôi chưa từng chứng kiến nụ cười nào như vậy, vừa dè dặt vừa thỏa mãn. Đó là một lâm thảo tôi chưa từng thấy, rất giống một đứa trẻ yếu ớt, đáng thương, đứng ngẩn ngơ giữa thế giới của mình. Giây phút đó, tôi ôm trái tim mình, chật vật trốn chạy. Bệnh của lâm thảo rất nhanh đến giai đoạn đau đớn, sau hôm đầu tiên còn tê tâm liệt phế gào thảm thiết. Những hôm sau, cô ấy không nói nhiều. Dương Dương bảo, âm thanh cuối cùng của cô cũng đã mất. Tôi siết chặt tay, nhìn cô ấy đau đớn lan lộn trên giường, mồ hôi ướt đẫm quần áo, tôi nhào đến ôm cô ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau. Hóa ra cô ấy gầy gò như vậy, ngồi trong lòng tôi, là thỏm như con chim nhỏ. Gầy gò đến mức, dường như chỉ cần tôi dùng một chút lực, cô ấy sẽ tan vỡ. Dương Dương, Dương Dương, có cách nào không? Cô ấy đau quá. Tôi gầm lên, nhưng đáp lại là gương mặt phở phạc của Dương Dương, lắc đầu. Không, không có cách nào cả. Tôi ôm Lâm Thảo, sau khi nghe thấy câu trả lời, bỗng nhiên cạn kiệt sức lực, lâm thảo lâm thảo mà tôi vẫn ghét bỏ người phụ nữ luôn yêu tôi sâu nặng nằm trong lòng tôi sắp đau đến chết chết sao thật sự là chuyện vừa xa nhất vừa gần nhất trên thế giới này giai đoạn đau đớn không biết sẽ kéo dài trong bao lâu có một hôm tôi trở về lúc khuya phát hiện lâm thảo còn chưa ngủ cho dù biết cô ấy không nhìn thấy không nghe thấy tôi vẫn hỏi em còn chưa ngủ à kỳ lạ hình như cô ấy nghe thấy chủ động chạm vào tay tôi cô ấy còn có thể mở miệng nói chuyện Vân Tường, hóa ra cô ấy vẫn biết là tôi. Cô ấy cầm tay tôi đưa lên má mình, nhẹ nhàng cọ sát một chút, như một con mèo nhỏ hiền lành. "Vân Tường." "Ừ." Giọng tôi khàn khàn, nhìn động tác làm nũng của cô ấy, mọi lời nói đều nghẹn trong yết hầu. Cô ấy cười, thỏa mãn sung sướng như một đứa trẻ. Cô ấy khoác tay tôi, dịu dàng ngẩng đầu, cặp mắt to mở tối nhìn tôi. "Vân Tường, em đã từng nói chưa?" "Ừm, em yêu anh." Cô ấy hé miệng, thổ lộ với tôi, thổ lộ rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý. Hốc mắt tôi ngỡ đã cạn khô, lại một lần nữa chảy nước mắt. Hồi lâu sau, tôi mới nắm tay cô ấy, khẽ gật đầu. "Anh biết, Lâm Thảo, anh biết rồi, em nghe thấy không?" Hình như cô ấy nghe thấy, nở nụ cười. Có điều bàn tay đang nắm chặt kia, chậm chậm trượt khỏi lòng bàn tay tôi. Giây phút đó, tôi nghe thấy rõ ràng, có thứ gì đó trong tim tôi rơi xuống, rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm, vĩnh hằng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ lại ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào khán thính giả của truyện Ngôn Tình SE. Hôm nay, vị y xin gửi đến các bạn chuyện. Ông xã, chúng ta ly hôn nhé! tác giả Phó Du. Nhớ lại ủng hộ, subscribe kênh Truyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Sau khi Dương Dương thành thạo quấn băng chân cho tôi xong, cậu ngước cặp mắt đen sâu thẳm liếc nhìn tôi một cái. Cậu vốn là một người đàn ông cực kỳ khôi ngô, ngũ quan sắc nét, dáng người hoàn mỹ, nhất là cặp mắt sách kia, ánh nhìn ngạo nghễ, phong tình vô hạn. Nhưng lúc này đây, ánh mắt Dương Dương lại có phần bất đắc dĩ, dường như còn hàm ẩn một tia đau lòng cậu thử dài một tiếng cuối cùng không nhịn nổi nói a à thảo lần này cậu định lấy câu gì đây lần trước là đỡ bà lão qua đường không cẩn thận đụng vào cây trước nữa là bị một con chó giữ đuổi nên ngã tặc chân trước trước nữa dương dương đối mặt với người đàn ông anh tuấn tài dòng này tôi chỉ nhẹ nhàng ngắt lời lần này thật sự là mình bất cẩn trượt chân tôi không nói dối quả thực tôi trượt chân nên mới ngã từ cầu thang tầng hai xuống không liên quan gì đến vân tưởng cả từ đầu tới cuối, chẳng qua anh chỉ thở hồn hền, chỉ vào bức ảnh đã bị xé thành hai nửa, gầm lên mắng mỏ tôi mà thôi. Khi vật cắt chứa tình yêu và kỷ niệm trong quá khứ bị xé nát, ai cũng sẽ tê tâm liệt phế. Có điều đã lâu rồi, Vân Tường không giận dữ như vậy, chuyện này khiến tôi vừa vui mừng vừa khổ sở. Vui vì anh vẫn còn phản ứng với tôi, cho dù là tức giận. Khổ vì cho dù có phản ứng, vẫn vì lâm nhược ức. Dương Dương đúng là một bác sĩ tốt, khi cậu ấy băng bó vết thương cho tôi, tôi không hề cảm thấy đau đớn. Cũng có lẽ đã từ rất lâu rồi tôi không còn biết đau là gì nữa. Bằng không sao tôi lại tự ngược thế này. Hết lần này tới lần khác chạy đến trước mặt người đàn ông kia để cho anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi. Dương Dương thở dài không nói gì chỉ tiễn tôi ra cửa phòng khám. Cuối cùng cậu mỉm cười gương mặt dịu dàng kề sát lại cặp môi mỏng hơi hé mở tựa như muốn nói gì đó với tôi. Nhưng rốt cuộc cậu không nói gì hết chỉ vỗ vỗ đầu tôi thương cảm bảo. À Thảo, lần sau kiểm tra sức khỏe, cậu phải tới đây. Tôi mỉm cười gật đầu quay đi, ba động tác liền mạch dứt khoát. Khi ra tới cửa, chiếc Land Rover của Vân Tường đã chờ sẵn ở ven đường. Thường nói khí chất của đàn ông phải dựa vào sự nghiệp. Nhưng tôi nghĩ Vân Tường của tôi không cần có chiếc xe đen xì ở đằng sau kia, anh vẫn đẹp. Vân Tường đẹp lắm, mắt đen láy, mũi cao thẳng, còn cả cặp môi vì mất kiên nhẫn mà bím chặt, nhìn thế nào cũng khiến tôi cảm thấy yêu, yêu đến mức không muốn buông tay. Đúng thế, một người đàn ông có thể dùng chữ đẹp để miêu tả đó là của tôi. Cho dù anh không muốn, nhưng anh đã cưới tôi. Nhìn thấy tôi tùm tìm cười đi đến, sự nhẫn nại cuối cùng của Vân Tường đã bị mài mòn hết. Lâm Thảo, tôi nói cho cô, đừng có chơi mấy trò nhạt nhẽo này. Chiêu trò cũ như thế, chơi ba năm, cô không thấy mệt à? Nói xong, Vân Tường mở cửa xe, đóng lại, khởi động xe. Ba động tác cũng rất liền mạch dứt khoát, còn tôi, nhìn theo chiếc Land Rover chạy khuất khỏi tầm mắt, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau đớn khó nén từ chân truyền lên. Tôi nghĩ, anh bỏ tôi lại cũng không phải chuyện xấu, ít nhất tôi biết được cảm giác đau đớn, không phải sao? Buổi đêm lạnh lẽo yên ắng, trên đường chỉ còn một mình tôi, một người phụ nữ ngã từ cầu thang xuống, chân bị thương, không biết là vạn hạnh hay là bất hạnh. Tôi khập khiễng đi về phía trước, tôi đoán, dựa vào tính cách của Vân Tường, chắc chắn sẽ không quay lại anh chưa bao giờ biết quay đầu, tôi đã dùng 3 năm để chứng minh chân lý này. Di động gieo lên trong túi sách là tin nhắn của bạn thân Nam Ni. Tôi mở ra đọc nội dung, chỉ đơn giản một câu ngắn gọn của Nam Ni đã đâm thẳng vào tim tôi. Lâm nhược Ước về rồi. Màn hình di động tối dần, tôi ngửa lên nhìn bầu trời đêm, mỉm cười, trong lòng lại nghĩ thông suốt một chuyện. Hóa ra, đây là nguyên nhân đêm nay Vân Tường không thể kiềm chế được. Hóa ra, Lâm nhược Ước đã trở lại. Lâm Nhược Ước là ai? Thật sự tôi không muốn nhắc tới. Cô ta cứ như hồn ma vậy, không lúc nào không ám cuộc sống của tôi. Đúng vậy, Lâm Nhược Ước là chị của tôi, nhưng tới tận bây giờ tôi cũng chẳng muốn thừa nhận. Chúng tôi cùng cha khác mẹ, buồn cười ở chỗ tôi là đại tiểu thư đường đường chính chính của Lâm ta, là người thừa kế duy nhất của Lâm gia về mặt pháp luật. Nhưng Lâm Nhược Ước lại là chị của tôi, sinh ra trước dòng máu chính thống của Lâm gia là tôi đây. Tôi căm ghét cảm giác này, cảm giác gọi là phản bội nhưng tôi có ghét tới đâu, cha vẫn cầm tay cô ta, thân thiết nghênh đón cô ta vào nhà. Năm đó, mẹ tôi chết đi vì bệnh di truyền của gia tộc. Lúc chết, bà mới 25 tuổi, lứa tuổi còn thanh xuân phơi phới, đã úa tàn rời đi. Anh ghét bỏ nhìn tôi một cái. Mặc kệ cô ta, một người phụ nữ độc ác, em còn đòi đợi cho cô ta làm gì? Anh kéo Lâm Nhược ước đi, hai bàn tay quấn quýt kia cứ lắc lư trước mắt tôi. Lắc lư y như quả lắc đồng hồ trước mắt tôi. Lắc lư tích tắc. A à, Thảo, Phía đối diện hình như có bóng người chạy vội đến. Tôi không thấy rõ lắm, tôi muốn vươn tay nhưng lại phát hiện toàn thân không còn sức lực. Ngày đó, hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là gương mặt hoảng hốt của Nam Ni vội vã chạy tới. Lúc tỉnh lại, chờ đợi tôi là cặp mắt lo lắng của Dương Dương. Tôi chớp mắt nhìn Dương Dương trong lòng hơi sáng tỏ. Có phải mình... Tôi không nói hết câu, hóa ra cho dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, tôi vẫn sẽ hoang mang. Ôm lấy tim bình, tôi nghĩ có lẽ đây là vận mệnh tranh đấu rất nhiều, trả giá rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không trốn được số kiếp. Dương Dương không nói gì, chỉ đưa bàn tay ấm áp so đầu tôi. Cậu lắc đầu, gương mặt vẫn dịu dàng như thường ngày. À Thảo, đừng lo lắng, sẽ có cách thôi. Khi một bác sĩ thiên tài nói với bạn sẽ có cách, chứng tỏ bây giờ người đó không có cách nào. Tôi lắc đầu, thật ra Dương Dương không biết. Có đôi khi, cuộc đời đằng đẵng với tôi mà nói là một ràng buộc. Trên thế giới này, người thân yêu thương tôi chỉ có ông ngoại, ông đã mất rồi, mà những người thân còn lại bên cạnh tôi lại ước gì tôi chết sớm. Tớ còn bao lâu? Tôi hỏi. Môi dương dương run run, nhưng trước nay cậu không biết nói dối. Cho nên sau một lát trần trừ, cậu trả lời. Bà tháng. Còn ngắn hơn tôi tưởng, nhưng cũng đủ để tôi làm được nhiều việc. Khi còn sống, tôi như bị nhốt trong một tấm lưới. Tôi liều mạng xua đuổi những thứ bên ngoài. Cuối cùng lại phát hiện mình cô độc. Có đôi khi, nhìn rõ và thông suốt chỉ là chuyện trong nháy mắt. A à, Thảo, Dương Dương nắm tay tôi, cảm giác ấm áp truyền đến, cậu ấy lại trao tôi dũng khí, tôi biết. Có phải cậu giấu mình điều gì không? Đúng thế, Dương Dương như vậy khiến tôi nghĩ rằng chưa đến 3 tháng tôi đã ra đi. Bàn tay của Dương Dương cứng đờ, đã bảo mà, chưa bao giờ cậu ấy nói dối tôi, không như tôi từ lâu đã thành đứa trẻ chăn cừu. A à, Thảo, mắt của cậu tôi sẽ dần dần không nhìn thấy, dần dần không nghe thấy, giống như mẹ tôi, cuối cùng đau đớn tột cùng, rồi dần dần, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được. Tôi sẽ biến thành một người vô tri vô giác, sau đó cô độc chết đi. Quá trình này là 3 tháng, nhưng tôi biết sẽ chẳng ngắn hơn 3 năm. Tôi ngước lên hỏi Dương Dương, mắt tôi còn nhìn được bao lâu? Dương Dương bảo, nhiều nhất là một tháng. Một tháng, tôi còn một tháng. Vướt lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, tôi nghĩ một tháng cũng đủ để tôi làm được nhiều chuyện buông tay là lựa chọn, chính là một tháng này. Dương Dương đưa tôi về nhà, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò rất nhiều điều, tôi đều gật gù đồng ý. Vân Tường không về, bác Trương rè rạt thông báo. Lúc này đây, tôi cảm thấy sự thương hại và đồng cảm trên gương mặt bác. Tôi cười, chẳng sao cả. Đối với Vân Tường mà nói, vất vả lắm mới gặp được người trong mộng, sao có thể dễ dàng tách rời. Cô chủ! Cặp mắt mở đục của bác Trương, bỗng nhiên nước mắt vòng quanh, Bà kéo tay tôi, bàn tay thô ráp chai sạn, khiến tôi cảm thấy hơi đau. Cô chủ, thả tiên sinh đi, cũng thả chính mình đi. Lần đầu tiên bác Trương khuyên tôi, tôi có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh tôi bật cười. Mấy năm rồi, lần đầu tiên tôi chủ động ôm người phụ nữ đã săn sóc tôi từ lúc nhỏ này. Cảm ơn bác, bác Trương. Cảm ơn bác đã cho cháu biết trên thế giới này vẫn còn có người khóc vì cháu. Cháu sẽ cân nhắc không quả quyết cự tuyệt mà đáp án rằng tôi sẽ cân nhắc. Tôi nghĩ tôi tiến bộ rồi, không còn khăng khăng muốn của lấy văn tường. Có điều tôi hiểu chuyện hơn không phải vì không muốn, mà vì không thể. Khi Vân Tường trở về, khắp người đồng đặc mùi rượu, còn cả mùi nước hoa phụ nữ vừa quen vừa lạ, của Lâm Nhược Ước. Kỳ quái là tôi vẫn bình tĩnh, tôi đặt quyển sách trên tay xuống, gật đầu chào anh. Anh về ra. Hình như anh không ngờ khuya thế rồi mà tôi vẫn còn ở trong thư phòng, anh ngẩn người trong vài giây, nhưng nhanh chóng lên tiếng mỉa mai. "Trễ như vậy rồi, tôi không muốn cãi nhau, cô đi ra ngoài cho tôi." Tôi gật đầu. "Em sẽ đi, nhưng đợi em nói xong đã rồi đi." Tôi đứng dậy, cầm một tờ giấy trên bàn lên, đưa mắt nhìn Vân Tường, tôi cười nhẹ. "Em đồng ý ký đơn ly hôn này, nhưng em có một điều kiện." Xem ra đêm nay tôi khiến Vân Tường choáng váng không nhẹ. Nhìn gương mặt kinh ngạc không biết phản ứng ra sao của anh, thật sự rất đáng yêu nhưng anh lập tức cười, cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi. Lâm Thảo, cô lại dở trò gì đây? Tôi thở dài, hóa ra tôi đúng là đứa đau đớn của tôi. Tôi chỉ có thể cười, giống như lúc này đây. Tôi thong thả bước lên, lấy tờ đơn ly hôn trong tay Vân Tường trước mặt anh, xé từ giấy mỏng tan kia thành mảnh vụn. Dù sao cũng thôi đi, Lâm Thảo tôi đây luôn luôn là kẻ độc ác nhất, cho nên bây giờ có xấu xí chặt vật đến đâu cũng chẳng làm sao. Tôi cười cười đến giữ tợn, nhìn Vân Tường nhìn gương mặt lộ vẻ cam ghét của anh. Cơn đau trong lòng sắp bao trùm lấy tôi, nhưng nụ cười trên mặt tôi lại nở rộ. Muốn ly hôn với em sao? Không có cửa đâu. Em nói cho anh biết, Vân Tường, Lâm Gia vẫn còn trong tay em. Lâm Nhật Ước muốn cướp nhà của em, người đàn ông của em. Trừ phi, em chết. Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể khiến tôi dừng lại, không còn xấu xí. Không còn yêu say đắm người đàn ông trước mặt này. Đúng như dự đoán, Vân Tường tức giận, không giống như ba năm trước đây, khi anh giận sẽ gào thét với tôi, nổi bạo với tôi, trong lúc đó còn có thể làm tôi bị thương. Bây giờ anh đã thay đổi. Lông mày cao chặt, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhưng anh không hề cử động. Sau một lúc lâu, anh còn có thể nở nụ cười, tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng hô hấp. Cảm giác rất ấm áp bởi vì vân tường tới gần mà tôi không khỏi đỏ lên. Kết hôn nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi thân cận tôi. Tôi yêu người đàn ông này chỉ vì anh kể sát mà ngượng ngùng không thôi, gương mặt vừa rồi còn tái nhợt giờ đã như trứng tôm luộc chín đỏ bừng anh lại gần hơi thở ấm áp phả vào tai tôi làm nhiễu loạn nhịp tim của tôi chẳng hiểu sao trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ màu hồng phấn tôi nghĩ tôi chờ đợi qua những mấy năm nhất định vân tường cũng sẽ hơi thích không cần nhiều lắm chỉ cần nhỏ xíu thôi nhỏ như đầu ngón tay cũng đủ để tôi cũng đủ để tôi tiếp tục kiên trì nhưng mà tỉnh mộng rồi giọng nói lạnh giá của Vân Tường như con dao sắc, không hề lưu tình đâm xuyên qua tim tôi. Vết đâm lập tức rỉ máu tươi. Tôi ôm ngực nhưng không thể ngăn cản con dao kia tiếp tục dần sâu. Vân Tường nói. Lâm Thảo, Lâm Nhật Ước sẽ không cướp nhà của cô. Cô đã không có nhà từ lâu rồi. Cô ấy cũng không cướp đi người đàn ông của cô. Bởi vì từ đầu tới cuối tôi đều là của cô ấy. Tiếng đóng cửa khiến tôi hoàng hồn, gương mặt ẩm ướt. Tôi giơ tay lên sờ, hóa ra mình đã rơi lệ. Tôi còn có thể rơi lệ sao? Tôi cứ ngỡ mấy năm nay nước mắt đã cạn khô. Tôi là ai chứ? A à, Thảo kiên cường đấy, không phải là bông hoa nhỏ diễm lệ, cũng không phải gốc đại thụ vững chãi, nhưng vẫn ngoan cố bám trụ trên mảnh đất này. Tôi không nhận thua, siết chặt nắm tay, tôi mặc cho nước mắt lăn xuống, liên tục lắc đầu. Tôi không nhận thua, tôi sẽ bảo vệ nhà của tôi, cả người đàn ông của tôi nữa. Nhưng không biết viên thuốc mê này đẩy xuống sẽ duy trì được bao lâu sẽ đến lúc tất cả những dối trá bị vạch trần. Còn tôi sẽ bị sự thật tàn khốc kia đẩy xuống địa ngục, không còn cơ hội leo lên. Nam Ni hẹn gặp tôi ở một quán cà phê quen thuộc với cả hai. Quán cà phê tĩnh lặng, ngập tràn phong cách cổ xưa, mở ngay trước khu phố giá sầm uất. Cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cũng mang một chút phong tình. Tôi ngồi dưới mặt trời nheo mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bước tới. Cô mặc một chiếc áo sơ mi phong cách cổ điển, theo trào lưu năm nay, quần dài ống đứng, hiển lộ cặp chân vừa dài vừa thẳng. Thắt lưng buộc khờ một chiếc dây vàng, tóc quan dài đến thắt lưng quấn quanh vòng eo nhỏ, lay động theo bước chân. Đúng là mỹ nhân, trong lòng tôi khen ngợi. Mỹ nhân mở miệng, giọng nói khàn khàn. Muốn gọi gì? Mình muốn một cốc sữa. Tôi mở miệng, sau đó chờ đại mỹ nhân phát hỏa. Đến quán cà phê tao nhã như vậy, lại chỉ uống một cốc sữa, tôi đúng là đáng đánh đòn. Quả nhiên, đại mỹ nhân tức giận, đập bột một cái rõ mạnh lên bàn, bàn gỗ vì động phải lung lay, cuối cùng cô không nói gì, vô cùng bực dọc, bê ra một cốc sữa ấm. Giống như những lần trước. Mình thật sự phục cậu, đến nhà cà phê của mình, mà lần nào cũng gọi sữa. Đại mỹ nhân chính là Nam Ni, cô ấy kỳ thị nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi cầm sữa của tôi. Nam Ni mở quán cà phê u nhã, mang phong cách cổ xưa, tất nhiên cho rằng cà phê là thứ đồ uống ngon nhất trên thế giới. Nhưng tôi thì khác, tôi thích mùi sữa thoang thoảng, sự tinh khiết và trắng ngần của nó khiến tôi muốn bỏ mà không được. Ôi thật là hết chịu nổi. Nam Ni ngồi xuống trước mặt tôi, vuốt mái tóc dài óng ả như tảo biển của mình. Cuối cùng nhìn vào mắt tôi, gương mặt đẹp của cô có chút lo lắng. A à, Thảo, cậu không sao chứ? Không sao. Tôi lẻ lưỡi cười một cái. Đương nhiên tôi không sao, tôi làm sao mà có vấn đề được. Nhưng sự cam đoan này không thể khiến Nam Ni yên lòng. Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi thêm một phần thương hại. Ngón tay dài nắm lấy tay tôi, Nam Ni lắc đầu, lần thứ 101 khuyên nhủ tôi, A à, Thảo, thôi bỏ đi, gã đó không hợp với cậu đâu, cậu không cần vì anh ta mà làm hỏng cả đời." Giống như những lần trước, tôi mỉm cười gật đầu, sau đó mới nói, "Muộn rồi, Nam Ni, mình đã lún sâu vào vũng lầy, không thể cử động được nữa." Trong dĩ vãng, mỗi khi tôi nói như vậy, Nam Ni luôn mắng mỏ Vân Tường, rủ anh có mắt không tròng, không biết trân trọng, nhưng lần này cô không thể, thậm chí cô còn không buông tay, chỉ lắc đầu. "A à, Thảo, cậu còn cố chấp làm gì nữa, Lâm Nhật Ước đã về rồi." cậu hẳn là hiểu được, một người đã đi rồi về, chỉ có thể thuyết minh, cô ta muốn lấy lại gì đó. Tôi ngắt lời, văn tường không phải của cô ta. Ừ uhm, ừ, uhm. Nam Ni gật đầu đầu hàng. Nhưng A Thảo này, chính cậu hiểu rõ nhất, văn tường cũng không phải của cậu. Tôi cúi đầu không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc sữa trước mặt, trắng ngẩn như vậy, sóng sánh trong cốc thủy tinh trong suốt, dường như vì cảm xúc dao động của tôi mà gợn lên những đường vân nhỏ. Tôi nở nụ cười, coi như thừa nhận lời của Nam Ni. Mình biết, nhưng mà cậu để mình cậu mới rút tay ngốc một lần đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Giọng nói của tôi mang theo sự khẩn cầu, Nam Ni ngẩn người. Có lẽ vì tôi chưa từng cúi mình như vậy. Rất lâu sau cô mới rút tay ra, trở lại bạo lực như bình thường, búng một cái rõ đau lên trán tôi. Cậu ấy, đúng là rất ngốc. Ánh dương sau buổi trưa rất ấm áp, chiếu lên người tôi như muốn xua tan sự lạnh lẽo, đang thấm sâu trong cơ thể tôi. Tôi thoải mái hít mắt cho đến khi một giọng nói vang lên trước mặt. A Thảo, em gái à? Trên thế giới này có người gọi tôi là A Thảo, có người gọi tôi là cô kia, còn có người gọi tôi là Bất Hiếu. Nhưng người gọi tôi là em gái A Thảo chỉ có một. Tôi mở to mắt, ánh mặt trời chiếu lên người tới, loa mắt mờ ảo. Trong một giây tôi không nhìn rõ từ người trước mặt này. Em gái A Thảo. Người đó lại gọi một tiếng, cô ta khom người ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mặt trời tản đi, cuối cùng tôi cũng thấy được bộ dạng cô ta trong lòng thở dài một tiếng tôi thầm nghĩ chuyện gì đến rồi đến giống như tôi đã biết từ lâu rằng lâm nhược ức sẽ không dễ dàng buông tay như vậy không dám tiếng em gái này tôi không nhận nổi tôi nhớ là mẹ tôi chỉ sinh một mình đứa con gái là tôi đây tôi miễn cưỡng châm chọc quá khứ còn lâm nhược ức không tỏ ra gì hết thậm chí một tia đau lòng ghét bỏ cũng không cô ả à, tiến bộ không ít đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi nếu là Lâm Nhật Ước của trước đây, cô ta nhất định sẽ mở to cả mắt trong veo như nước, tỏ ra vô tội mà rơi lệ. Vì sao? Vì sao lại nói như thế chứ? Rõ ràng, rõ ràng chúng ta là chị em mà. Nhưng có đi xa mới biết đường dài, tôi ngồi thẳng dậy. Cách nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ người phụ nữ trước mặt này. Lâm Nhật Ước, cô trở về làm gì? Tôi không khách khí hỏi thẳng. Lâm Nhật Ước không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta chỉ cụp mắt, nhìn thoáng qua cốc sữa trước mặt tôi, Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một độ cong nhẹ, cô ta nở nụ cười quyến rũ nhìn về phía tôi cười thành tiếng. "Lâm Thảo, nhiều năm thế rồi, thói quen của em vẫn không đổi nhỉ?" "Cô muốn nói cái gì?" Tôi nhăn mặt, chưa thích ứng được với bông hoa nhỏ thuần khiết yếu đuối trước kia biến thành góc đại thụ vững chắc như bây giờ. Lâm Nhược ước cười, cô ta vẫn có được vẻ đẹp tôi hằng mong ước, cho dù tôi ghét cô ta thật đấy, nhưng cũng phải công nhận cô ta cười rất đẹp cặp mắt to, cong thành vầng trăng khuyết, ánh trăng lóe ra tia sáng rỡ, tựa như muốn đâm mù mắt tôi. Một lúc lâu sau, cô ta ngừng lại, thân thể rướn về phía tôi. Tôi muốn lùi về phía sau, nhưng đã không còn chỗ. Tôi cứng đờ, ngay cô ta chậm rãi nhả từng chữ bên tai. Em gái tốt à, chị phải về để lấy thứ của mình chứ. Tình yêu, cả quyền lợi nữa. Trong nháy mắt, gương mặt lâm nhược ức tái nhợt, cặp mắt to phủ kín lớp sương mờ. Cô ta nhìn tôi, chỉ tích tắc, nước mắt đã lăn xuống giọng cô ta đến là thống khổ bất lực a à, thảo sao em nỡ nói chị như thế chị chị chỉ muốn về tham cha thôi không ổn lâm nhược Ước như thật vậy không ổn tôi cứng nhắc quay đầu quả nhiên nhìn thấy vân tường đang nổi cơn tỉnh nộ em có thể em có thể giải thích những lời này còn chưa bật ra khỏi họng tôi vân tường đã bước tới đây đẩy tôi ra thương hương tiếc ngọc kéo lâm nhược Ước đến cạnh mình lâm thảo đủ rồi Đến nước này mà cô vẫn còn muốn hại nhược ước à? Tôi nói cho cô, tôi không còn là người không thể tự nắm mọi việc trong tay như năm xưa nữa. Lúc này đây, tôi sẽ không cho cô cơ hội xúc phạm tới nhược ước. Tôi đờ người, bỗng nhiên mắt tối sầm, tôi lảo đảo lùi về phía sau tựa vào bàn rồi dừng lại, nhìn cặp nam nữ đang kề cận trước mắt, trai đẹp gái xinh giống như một bức họa. Vân thương, đừng đừng đối xử như thế với a thảo mấy năm nay trình độ của lâm nhược ức nâng cao hơn nhiều diễn cảnh cô bé lọ lem tội nghiệp đáng thương bị em gái bắt nạt rất nhuẩn nhuyễn chuyện này càng khiến vân tưởng phẫn nộ y nhưng thế cũng tốt chứng bệnh đó khiến bà không nhìn thấy không nghe thấy cho nên bà không phải đớn đau đối mặt với tất cả những chuyện này tận mắt nhìn tim của chính mình từng miếng từng miếng bị người mà bà gọi là ông xã dịu dàng săn sóc cấu xé người đàn ông của mình bị chiếm hữu căn nhà êm ấm của mình bị náo loạn Tất cả của mình đều bị cướp đoạt, cảm giác này rất khó chịu. Tôi nghĩ, mẹ không phải đối mặt với nó cũng tốt. Mẹ tôi chết rồi, tôi không khóc, từ đầu tới cuối tôi chỉ nhìn Lâm Nhược ức xinh đẹp trước mặt. Cô ta thật sự rất đẹp, không như tôi, dung mạo của tôi tự tôi cũng rõ, người hay soi gương thường nói rằng càng soi càng đẹp, nhưng tôi phải công nhận, đây chỉ là lừa gạt. Bộ dáng của tôi chỉ có thể coi như thanh tú, giống như tên của tôi, không hề nổi bật nhưng Lâm Nhược Ước lại đẹp, tất cả những từ miêu tả mỹ nhân thời xưa đều có thể dùng cho cô ta. Tay mềm như lá non, da trắng nõn nà, cổ cao ba ngấn, răng đều tăm tắp, lông mày lá liễu, mắt ướt sầu mong, rạng rỡ tinh xảo, chính là Lâm Nhược Ước. Thế nhưng, cho dù là mỹ nhân như vậy, tôi cũng không thích. Ai lại thích một kẻ xâm lược chứ? À, cô ta còn có một cái tên nữa, gọi là tình địch. Chúng tôi cùng yêu một người đàn ông. Cô ta cướp cha của tôi, giờ còn muốn tranh lâm gia với tôi, tranh đàn ông với tôi, sao có thể tha thứ chứ? Tôi không thể, cũng không cho phép bản thân tha thứ. Đêm khuya lặng lẽ, tôi thể trước bài vị của mẹ, thứ của bà tôi nhất định sẽ giúp bà bảo vệ, mà thứ thuộc về tôi cần phải nhanh chóng nắm trong tay, không ai có thể cướp đi. Sự thật chứng minh tôi làm không tệ, tư chất của tôi kém, nhưng tôi thắng ở chỗ có một ông ngoại yêu thương tôi đến tận xương tủy, mà cha tôi cả đời đều bị ông áp chế, cho nên tôi thoải mái chèn ép Lâm Nhược Ức, chiếm được Lâm gia, còn chiếm được cả người đàn ông của Lâm Nhược Ức. Dẫu cho tôi biết Vân Tường chưa bao giờ thích tôi, người anh thích là cô bé lọ lem Lâm Nhược Ức kia. Lâm Nhược Ức thiện lương, xinh đẹp, hồn nhiên, cô ta đại diện cho màu trắng, còn tôi, Lâm Thảo, ghen tị, hung ác, đại biểu cho màu đen tăm tối. Nhưng mà kệ thế nào, tôi vẫn nhất kiến trung tình với Vân Tường, anh như một nguồn sáng chiếu rọi thế giới u tối vận đục của tôi tôi nghĩ Lâm Nhược Ức là trắng, Vân Tường cũng trắng. Trắng và trắng rất tẻ nhạt, tôi cho rằng trắng và đen mới là tuyệt phối. Đúng vậy, tôi và Vân Trường mới là một đôi trời sinh. Tôi chiếm được Vân Tường tuy đã dùng hết thủ đoạn còn dâng cả Lâm xa. Nhưng mà kỳ lạ, tôi không hề hối hận. Tôi yêu anh. Tối nay, vẫn là Dương Dương đưa tôi về nhà. Cậu ấy là thầy thuốc của gia đình tôi, cũng là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn mỗi lần tôi bị thương cậu ấy nhẹ nhàng chữa vết thương cho tôi rồi nắm tay tôi đưa ra ngoài cửa cuối cùng cậu ấy đứng sau cửa nhìn tôi bị vân tường mắng nhiếc sau đó cậu ấy đau lòng đi ra vỗ đầu tôi đưa tôi về nhà tạm biệt dương dương dưới sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của cậu tôi gật đầu coi như cho cậu viên thuốc an thần cũng tự cho mình một viên thuốc mê yên tâm đi dương dương mình là a thảo tuyệt đối là một ngọn cỏ kiên cường không có ngọn gió cơn mưa nào có thể thương tổn mình sự coi thường vứt bỏ của Vân Tường với tôi mà nói chẳng qua chỉ là gió thổi mưa rơi. Không thể quấy nhiễu tôi. Không thể quấy nhiễu tình yêu của tôi với anh. Khi vào nhà, quả nhiên chỉ một màu đen. Vân Tường không về. Kết hôn 3 năm, anh tự có nơi ở của mình. Còn tôi chỉ có thể tổn thương chính mình, đổi lấy một chút chú ý của anh. Khi tôi mở cửa, đèn đột nhiên sáng lên. Tôi mừng rỡ ngẩng đầu, sau đó lại cúi gằm Hóa ra là quản ta, bác Trương. Tiên sinh không về ạ? À? Tuy đã biết đáp án nhưng lúc này tôi vẫn khăng khăng muốn hỏi một câu. Ngoài dự liệu, bác Trương lắc đầu, liếc lên trên tầng. Khuôn mặt luôn luôn tử ái của bà, mang theo sự do dự và lo lắng. Còn tôi không quan tâm, tôi chỉ vui vẻ vì một chuyện. Vân Tường ở trên tầng, Vân Tường ở nhà. Hưng phấn và hạnh phúc tràn vào khắp người tôi, tôi chẳng mang gì hết, mặc kệ vết thương, không cần biết nguyên nhân, chẳng để ý đến mọi thứ. Tôi chạy lên tầng. Vân Tường, Vân Tường mà tôi yêu, Vết thương trên chân khiến tôi đau đớn, lưng cũng rịn mồ hôi lạnh, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đẩy cửa. Đón tiếp tôi là gương mặt lạnh lùng của Vân Tường, giống như mỗi phút mỗi giây trong dĩ vãng. Nhíu mày, mắt lạnh liếc tôi một cái. Cô tới vừa lúc, tôi có việc tìm cô. Ly hôn sao? Tôi nghe thấy giọng nói chua chát của mình vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nghĩ, nhất định mặt tôi đang trắng bệch, nhưng may là đầu tóc tôi bù xù, che mắt sự nhợt nhạt mệt mỏi trên khuôn mặt. Không có ai thấy, Đương nhiên cũng không ai để ý. Vân Tường trước nay không quan tâm, không ai để ý đến để...